Rồi, đây là khu du lịch Đồng Môn ha. Rất là đẹp luôn em. Kể lâu lâu đi du lịch. Đây là mẹ thầy đây, đây mẹ thầy nha. Đây khu du lịch Đồng Môn em, ở Tuy An. Ở Tuy An nha. Ở Tuy An. Em câu cá không? Dạ. Đây, hỏi có con câu không? Hỏi con câu. Có con câu không gì vậy? À, chị, cái đây là mấy người đi đem theo câu á hả? Ê, còn cái nào không em? Có một cái không được. Review giới thiệu Đồng Môn cho người ta biết người ta tới chứ. Tuy An em nhé, rất là đẹp luôn.